thưa quý vị và các bạn. Hôm nay 22 tháng 8, giá xăng dầu được điều chỉnh theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Đang chú ý là trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 vẫn giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước. Từ 15 giờ ngày hôm nay thì giá xăng E5 RON 92 được giữ nguyên ở mức là 23.720 đồng và xăng RON 95 cũng giữ nguyên ở mức là 24.660 đồng. Như vậy giá xăng đã không thể giảm kỳ thứ sáu liên tiếp. Trong chiều ngược lại, nhà điều hành đã điều chỉnh tăng giá dầu. Cụ thể, giá diesel bán ra từ chiều nay là 23.750 đồng một lít, tương đương mức tăng 850 đồng. Dầu quả có mức giá mới là 24.050 đồng, tăng 730 đồng. Dầu mazut giữ nguyên mức giá so với điều chỉnh kỳ trước, đó là 16.540 đồng một ký.